Với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các cấp hội cơ sở đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng. Đặc biệt, xã hội hóa hoạt động từ thiện, nhân đạo đang phát huy hiệu quả tích cực, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Nhân kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5, chúng ta hãy cùng tìm hiểu phong trào mang đậm ý nghĩa nhân văn này. Sau trận mưa dông xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, căn nhà của gia đình bà Hoàng Thị Niềm bị tốc mái hoàn toàn. Thuộc diện hộ nghèo, chồng bị bệnh nên khó khăn thêm chồng chất. Tuy nhiên, từ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Chữ thập đỏ, bà Niềm có thêm động lực để vượt qua. Chữ thập đỏ thành phố với là xã này thì giúp đỡ nhà, thì bây giờ nhà cũng mất hết rồi thì thôi cho cô cũng khắc phục được, cô cũng bớt một phần rồi. Do sức khỏe yếu lại thiếu nguồn sinh kế, trước đây gia đình bà Vi Thị Siêng thuộc diện hộ nghèo. Được Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai hỗ trợ 5 con dê sinh sản, bà Siêng đã làm chuồng và chăm sóc tốt. Sau 2 năm, đàn dê đã phát triển lên 38 con, kinh tế được cải thiện và gia đình bà đã thoát nghèo. Ngày xưa thì bà cũng khổ lắm, không có gì đâu, nhưng mà cảm ơn bên Chữ thập đỏ về cho bà nuôi thì bây giờ được 2 năm rồi, năm nay cũng được 38 con rồi, cũng cải thiện được trong gia đình. Thu hút được các cái tập thể cá nhân, các cái nhà hảo tâm để tham gia các hoạt động hỗ trợ. Và hàng năm thì với cái việc vận động tất cả các nguồn lực trên 4 tỷ thì chúng tôi đã giúp được rất là nhiều các cái hộ thoát nghèo bền vững. Chú trọng xã hội hóa hoạt động từ thiện nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đang nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động vì cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt gần 20 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 50.000 lượt người. Điển hình là chương trình Tết Nhân Ái năm 2024 đã trao tặng hàng nghìn xuất quà và tiền mặt, tổng giá trị hơn 13,8 tỷ đồng. Cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, hội đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà nhân ái. Tiếp tục thực hiện các cái chương trình, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn địa chỉ nhân đạo, phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, cũng như là các cái chương trình dinh dưỡng người trẻ em nghèo khuyết tật, chương trình an toàn cho ngư dân nghèo, để mà tiếp tục tăng cường cái làm lan rộng các cái mô hình hoạt động nhân đạo hiệu quả. Xã hội hóa hoạt động nhân đạo đang mang lại nguồn lực to lớn, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng dân cư, cùng trao gửi yêu thương cho những hộ gia đình, những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.